Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với N7D. Thì bữa nay các bạn thấy là mình đang vẽ một ngọn lửa. Thì ngọn lửa này các bạn là ngọn lửa ombre hai màu, là màu vàng với lại màu đỏ. Có một số anh chị em các bạn nhắn tin trên những video của mình á, thì các bạn có hỏi rằng hãy chia sẻ mà cái cách vẽ ngọn lửa ombre hai màu. Thì thông thường khách họ vô cái tiệm họ làm á, khi mà họ muốn ngọn lửa thì họ đưa cho các bạn cái hình. Thì thật ra cái ngọn lửa này là có rất là nhiều cách vẽ khác nhau. Thì mỗi người họ vẽ một kiểu bạn, nhưng mà dù sao đi nữa thì cái ngọn lửa ombre hai màu này á, thì các bạn có thể làm bằng nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như là mình có thể làm bằng bột đắp, mình có thể làm bằng bột điếp, mình có thể làm bằng gel, mình có thể làm bằng cái foil. Nói chung là làm cách nào cũng được hết. Và ngày hôm nay thì mình làm cái cách này là cách bằng gel các bạn. Còn cái cách bằng bột thì biết sao, mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ trong những ngày tiếp theo. Thì ở đây các bạn thấy là nước sơn gel. Khi mà vẽ ngọn lửa ombre hai màu đó các bạn, là cái điều mình cần là mình làm cho cái màu nó ombre giữa cái màu vàng màu đỏ ra, để cho ngọn lửa mình nó thấy nó có vẻ là thiệt hơn một chút. Tại vì những cái hình khách họ đưa các bạn là những cái hình ngọn lửa ombre màu đỏ màu vàng rất là nhiều. Cũng có những ngọn lửa màu khác nữa, nhưng mà ở đây thì cái ngọn lửa mà ombre hai màu thì hơi lao hơn một chút. Còn những ngọn lửa một màu thì vẽ rất là nhanh. Một màu các bạn thấy bữa trước mình có một cái clip mình chia sẻ cách vẽ clip ngọn lửa một màu đó, thì một màu thì vẽ đơn giản và nhanh các bạn. Còn hai màu ombre thì đòi hỏi mình phải bỏ một chút thời gian nữa để mình làm cho hai màu khác nhau. Thì ở đây các bạn thấy mình vẽ ngọn lửa ngón giữa này là mình vẽ bằng nước sơn gel. Nước sơn gel các bạn, mình vẽ chỉ một cái cọ này thôi. Và các bạn thấy là ở dưới là mình bỏ màu vàng, trên là mình vẽ lửa màu đỏ. Thì cái khúc ở giữa này á các bạn, là để mình chừa ra đó để mà mình làm chút xíu ra đây, mình sẽ đánh mịn nó ra để cho cái màu đỏ và màu vàng này ôm đều với nhau. Đây các bạn có thể nhìn rõ này. Mình đánh vô này. Các bạn không? Đánh nhẹ ra. Các bạn cứ tán đều bằng cái cọ này các bạn, tán đều nhẹ nhẹ từ từ ra, để cho cái nước sơn màu đỏ này nó chảy, nó lan qua nước sơn màu vàng, thì nó tạo cho các bạn một cái ombre ở giữa, làm nên cái ngọn lửa của bạn là hai màu rất là đẹp và nhanh nữa, không có mất thời gian. Thì ở đây các bạn biết là khi mà bạn đánh như thế này là bạn nhớ là đây là nước sơn treo nha, chưa đừng hơ đèn nha. Tại vì để nước sơn nó ướt dậy, mình đánh vô nó mới trộn hai cái màu lại, nó mới ra cái ombre ở chỗ đó. Đây các bạn, khi mà bạn đánh xong hết rồi á, thì các bạn hơ đèn cho nó khô đó, bạn bỏ nước sơn treo lên. Các bạn không? Rất là đẹp, đơn giản nhanh chóng. À các bạn không? Đây này, ngọn lửa màu đỏ, màu vàng, đó, hai màu ombre, rất là đẹp. Chỗ này các bạn thấy không? Cái khúc màu vàng với màu đỏ này này là tùy theo khách họ chọn. Nếu mà khách họ muốn cái chỗ này nó ít chứ thì các bạn vẽ một lửa nhỏ lại. Còn khách họ muốn cái đầu móng này nó dài lên thì các bạn vẽ như vậy. Bây giờ mình làm lại một lần nữa này, mình chia sẻ cho nó kỹ hơn một chút để các bạn dễ nắm bắt này. Bây giờ các bạn lấy một chút màu vàng, bạn bỏ lên chút đầu móng này. Màu vàng á là ở dưới. Mình bỏ lên chút đầu móng này thôi, mình bôi sơ qua. Sau đó bạn lấy chút màu cam, các bạn bỏ ở trên cái màu vàng một chút, chừa khúc ở giữa này ra các bạn. Thấy các bạn thấy không? Chừa khúc giữa này ra này. Tại vì sau mình chừa khúc giữa này, chút xíu này là để mình kéo hai cái màu lại với nhau cho nó tạo ra ombre. Cho nên phải chừa ra các bạn, đừng có làm chồng lên. Mà cái màu cam này là gì? Cái màu cam này là các bạn lấy một xíu màu vàng màu đỏ đó, các bạn trộn lại nó ra màu cam. Rồi bây giờ các bạn sẽ vẽ ngọn lửa. Ngọn lửa thì các bạn vẽ lên một cái đường tim, rồi bạn vẽ hai cái đường quẹo hai bên lên. Các bạn đừng có vẽ to quá. Khi mà nếu mà khách không to thì mình đồ thêm một đường nữa thì nó sẽ to lên. Đây các bạn thấy không? Rất là dễ. Đừng nên vẽ to các bạn. Vẽ to là mình khó sửa lắm. Phải nhỏ trước, khi mà khách ưng bự, họ ưng ngọn lửa mập thì mình đồ một lớp nữa là nó sẽ mập lên. Đây các bạn thấy không? Có một cái nét ở bên này nữa là mình vẽ một cái đường lửa bên này. Rồi chút xíu bên kia cũng vậy bạn. Bên kia mình cũng quẹo qua đường lửa lên nữa. Đây các bạn quẹo qua này, đó. Quẹo sơ qua cho có cái quẹo lên thôi rồi các bạn sửa lại. Đừng có lo lắng là mình quẹo phải cho nó đều, nó trầu, không cần thiết các bạn. Quẹo đại đại lên thôi, rồi muốn trầu mình sửa lại nó trầu, muốn to mình sửa lại nó to, muốn mập mình sửa lại nó mập, rồi mình tô vô thôi. Đây này giờ các bạn thấy không, giờ mình sửa vô tư đi, các bạn sửa vô tư. Bạn muốn to chỗ nào, các bạn muốn dài chỗ nào, các bạn muốn trầu chỗ nào thì các bạn sửa. Đây là lưỡi sơn treo và để cho nó ướt nha các bạn, để cho nó ướt mình mới sửa được nha. Đó, sửa vô góc này, bạn muốn góc này nhỏ thì mình sửa, mình tô màu thêm vô. Muốn cái góc này trầu thì mình tô lại cái đường nó trầu. Là nó ra ngọn lửa rất là dễ rồi. Bây giờ các bạn lấy cái cọ này nè, chấm tán này, tán là cái chỗ trống mình để ở chỗ trống đó là mình để cho cái màu nó pha vô, nó tạo ra ombre chỗ đó đó các bạn. Đó, cái chỗ này là các bạn lấy cái cọ vẽ mà nó bị tòa đào đó, các bạn tỉa ra cái lông nó mỏng một chút xíu để mình làm dùng làm cái cọ làm ombre. Đây các bạn thấy không, các bạn tán đều nha, tán nhẹ thôi, tại vì nước sơn nó đang ướt á, khi mà các bạn tán á là nó sẽ trộn lại với nhau. Mà thông thường á, khi mà vẽ những ngọn lửa như thế này á, là các bạn tán sơ sơ như vậy như mình đi được rồi, đừng có làm quá tỉ mỉ.
tại vì nó bạn làm tỉ mỉ quá thì tốn thì nhiều thời gian lắm, nhưng mà không cần thiết. Sơ sơ như thế này là các bạn bỏ túp cốt là nó đẹp rồi. Còn khi mà các bạn lưu ý này một điều này, nếu mà các bạn mà tán cái cọ này chưa quen á, mà các bạn đánh cái ombre nó không có đều như mình đánh, không có đẹp á, thì các bạn biết sao không, là các bạn lấy cái bình mà bình quay á, gọi là mil quay nha, bình trắng á, là các bạn bỏ một lớp ở giữa chỗ cái màu đỏ là cái màu vàng, là nó sẽ che cái khúc chỗ đó lại, là các bạn sẽ thấy cái ombre đẹp hơn. Nếu trong trường hợp nếu mà các bạn đánh mà nó không có được, các bạn đánh chưa quen tay, nó không có đều á, thì các bạn bỏ cái mil quay lên là nó sẽ che lại. Đây các anh chị thấy không, một lửa ombre hai màu, màu vàng và màu đỏ, ri là đẹp rồi các bạn, ri là ok rồi. Một lửa như thế này các bạn vẽ tay khách là được rồi, không cần phải là quá chi tiết tỉ mỉ gì cho mày, tốn thời gian mà nói chung là làm rất là lâu rồi. Còn lửa hôm nay đơn giản nhưng mà rất đẹp các bạn thấy không, đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.